Thứ cũng chính mà còn nói mà còn rớt mấy khóc mà. Đó. Cậu Chiến có khi nào ngồi xe tôi nửa bước không? Dạ. Có. Hai anh em ôm nhau mà tâm sự rồi khóc nhau. Đó. Đất. Tôi biết còn tôi tự nhiên tôi về đến về Tây Ninh mà sao con tôi đi theo. Đó. Tôi suy nghĩ với đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp của tỉnh Sóc Trăng. Và phía sau lưng đây là cái cái chiếc xuồng của ông Tư. Và phía bên tay trái của Bùi Hồ đây là một cái ngôi nhà của người cậu ruột của ông Tư, đó là cậu Tám. Ngày hôm nay thì trên cái đoạn đường từ thành phố Cà Mau về lại Đồng Tháp thì Bùi Hồ muốn ghé thăm lại ông Tư, cũng như là thay mặt cho một bạn ở Hàn Quốc trao một ít trợ duyên cho ông Tư cũng như là ông ba. Đồng thời là hỏi gần là cái cảm xúc của ông Tư khi về lại Cà Mau thì chị Hường nè, anh Hưng cũng như là những người hàng xóm, ông Tư cảm nhận được gì và có thể nào là chuyển hướng để về lại thành phố Cà Mau. Mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ ha. Con chào ông Tư. Chào con. Dạ. Thì thông tin với lại cô bác quý anh chị á, là theo kế hoạch dự định ban đầu á, là ông Tư sẽ cùng với Đạt với lại Bùi Hồ sẽ đi về Cà Mau, sau đó sẽ đưa ngược lại về đây. Nhưng thì có sự thay đổi, đó là con nuôi của ông Tư lại muốn đưa ông Tư về ngủ một đêm ở ngay tại Ngã Bảy Phụng Hiệp này. Thì mấy ngày nay thì ông Tư về trước, còn Bùi Hồ thì cũng ở lại Cà Mau một vài ngày để làm một số cái công việc cho ông Tư cũng như là chị Cẩm Hương. Thì mấy ngày nay về đây cái cảm xúc của mình như thế nào ông Tư? Về đây thì ở dưới thì cũng vui. Vui muốn hơn trên này. Nhưng mà bởi vì cũng hứa với con là khỉ, rồi về chơi nhà vậy cũng cỡ đỉnh chuyến này đi đó là chắc một tháng hay chưa, coi chừng chưa về được nữa. Nhưng mà bữa có dân rồi anh ra cha không có đi. Dạ, cũng có hôm lần trước thì có ông Tư với lại chú ba. Dạ. Nên là nữ là cũng có hai người, nên là nữ là sợ đi xa rồi chú ba cũng ngại đúng không? Ngại. Chứ phần nó cũng là bệnh rồi, con thấy không? Cũng bệnh hoạn, cũng yếu. Ngồi chút, nó không có biết gì nó mạnh lắm, nhưng mà nó bệnh kỹ, ngồi chút thì xì nước vàng nước này nọ thôi vậy hả? Ừ, bởi Cẩm Hương nó giặt đồ đi chia đó, con không thấy chưa? Có nghĩa là ông ba ông bình trị vậy thì khó chịu, nên thành thử là phải một tí xíu là phải đổi đồ ra. Ừ, đổi đồ rồi đi vô còn tắm rửa, còn nó ở dưới sông, nó xuống ngồi mấy xong rồi nó rửa rồi lên. Cũng nghiệp ông ba quá ha. Bạn chi cốt nữa. Mà chú thấy đó, con nó đồ rùm rùm vậy đó mà cất nhà 2 tỷ mấy đó. Mà chỉ là lo cho nó ăn uống vậy thôi, chứ là còn nhỏ thành phố nữa. Hai đứa ở sau hè nhà có rậm trai đó nữa. Cũng khá đúng không? Khá không đó. Mà con thấy ông ba hiền quá ha. Thì hiền vậy đó chứ uống rượu vô là cũng vui vẻ lắm, không ghét nào chứ. Từ bữa về tới giờ là ông Tư xuống đây luôn, không có ở dưới chỗ ông ba hả? Không, về ghé đôi chút à. Rồi tính lên cửa báo đây là nhậu lên gai chơi để cho khỉ đó về bị trọng phạt hơn. Rồi bữa về ở dưới hỏi Bạc Liêu chút bị bắt tốc độ nữa. Trời lối tốc độ. Ừ. Nhưng mà ở dưới nó không có phạt. Nhưng mà con hỏi ông Tư là khi mà về đây là về dưới là tổng cộng là 3 ngày. Mình tính đi ngày trước ngày sau về. Ừ. Nhưng mà mình đi tổng cộng là 3 ngày thì ông Tư thấy như thế nào? Thì ông Tư thấy cũng hạnh diện lắm đó. Chú nói trên này rồi. Đó, dầu bên vợ, bắt đầu chú cũng là người bệnh hơn chị bệnh. Nhưng mà nghe trên ông gì dữ thấy không? Rác cái người này lại, rác cái kia lại. Đó. Theo ở trước bữa nay đó,
là ông chứ không có ăn uống được đâu, mấy bạn bè mà với con cháu cũng bên vợ rồi với chú bác bên vợ đó là không có giờ, không có giờ nào mà nằm nổi đâu. Nói chung là tình cảm là cô bác với anh chị thì mà dòng họ quen mà đã từng tiếp xúc với anh Tư trước đây á, thì nhiều người cũng cảm nhận được. Và ngày điển hình ngày hôm qua là con vô nhà của cậu Chính á, cậu Chính là người mà hai cái chân mà đi chiến tranh bị mất một hai chân á, thì người ta nói là gần nhà đó, người ta nói là ông Tư làm rất là giỏi, làm cực kỳ giỏi luôn, buông này ra là bắt cái kia. Chỉ có cái ngày xưa là ông Tư cũng thường hay uống rượu, nhưng mà không làm gì ai, uống rượu để ngủ thôi. Rượu để ngủ. Dạ. Nhưng mà mấy chú quay này ở các khúc này tôi cũng không. Dạ. Cái bữa mấy con vô trỏng á, người ta cũng tưởng ông Tư về về đó chơi, cũng vợ coi mặt ông Tư rồi sao. Tôi muốn coi mặt, tôi muốn coi mặt ổng coi bây giờ ổng có khác hồi đó nhiều không? Đó, ông đẹp trai lắm. Mà đẹp thì ít chay thì nhiều. Cái khách khứa á thì con biết rằng là người ta sẽ tới chúc mừng cho chị Hường. Tại vì người ta vòng vòng ở đó, người ta cũng có xem được cái đoạn clip đó. Đúng. Và người ta cũng đã đồng cảm nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là ông Tư cảm nhận được gì về cái tình cảm của hai người con của mình đối với ông Tư á. Đúng. Dạ, tôi thì cũng cảm nhận. Đó, giờ con tôi gặp tôi được không? Cha phải về để con bao hiếu. Chính mà dòng họ của nó, cô bác là của nó, cậu nó đó. Đi là hai con đeo. Tôi có cảm nhận được rằng là cái tình cảm của chị Hường á với lại anh Hưng á là có hiếu không? Có hiếu. Có hiếu hả? Con có cái ngày nay nó có hiếu với tôi. Lo con thấy cảm nhận được chị Hường. Chị Hường nói gì nè, cực lắm. Không phải cực, chị Hường nó cực nhưng gì đâu mà cực. Cha đâu có làm nhậu nhẹt gì đâu, cha chỉ có uống tí xíu rượu thôi. Nhưng mà có chị, có cha thì cưng thấy không? Nhà vui bây giờ là cha về rồi, bây giờ nhà chị vắng tanh lại à. Bởi cũng đau xót cho con luôn lắm. Thế cô Chính mà còn nói mà còn rớt mới khóc mà. Đó. Cô Chính có khi nào ngồi xe tôi nửa bước không? Dạ. Đó. Hai anh em ôm nhau mà tâm sự rồi khóc nhau. Đến cái ngày mà ông Tư đi về á, anh Sầm Hưng nói vậy nè, cha đi lại lên trên đó với anh Sĩ á, thì không biết cha say xỉn thì có rồi khi có ói có ăn uống gì được hay không, thì coi cha ngủ ở đâu, nên anh Sầm Hưng đi theo luôn. Hai ngày anh Sầm Hưng về nhà, về xuống lại Cà Mau là cái mặt xanh mét luôn, mất sức. Tôi biết còn rồi. Tự nhiên tôi về, đến về Tây Ninh mà sao con tôi đi theo. Đó. Tôi suy nghĩ với đó. Rồi tôi mới suy nghĩ. Nếu đi vậy đó, thì con tôi chỉ dạy nó luôn vậy nữa. Mà con tôi cũng sợ ơi, nó nhậu, không biết quy tính. Anh Sĩ ha? Hay là anh Thân? Con tôi á, nhậu không biết quy tính. Mẹ chợ chú qua đó vậy, rồi lo ăn lo uống rồi không còn đầu óc suy nghĩ. Vậy, nhà cửa của ta đâu phải với nhà cửa của con cha đâu, ta làm quan làm tướng nữa chứ đâu phải mà còn khách khứa dữ nữa đó. Nhưng mà anh Tư thấy chị con là một người từng chứng kiến hết cái câu chuyện này, con thấy là chị Hường với anh Hưng là cực kỳ có hiếu. Chú Tám có thấy vậy không? Hiền có hiếu tốt. Hiền mà phải nói cực kỳ hiền luôn. Đúng. Chịu khó làm ăn giống như anh Hưng, chịu khó làm ăn giống như ông Tư ngày xưa á. Mà chị Hường cũng vậy nữa, chịu khó mình chị nuôi hai đứa con trai đi học. Ông Tư có thấy hai cháu ngoại không? Bởi vậy. Dạ, nhưng mà nói với em câu rất là em rất là thương chị luôn. Cưng thấy đó, nhà của chị á, thì ngày thường á thì đi làm có cha về, ví dụ như có cha này chị còn nấu ăn nấu uống rồi cho cha, rồi ví dụ cha có uống rượu thì cha chiều làm tí xíu cha ngủ, rồi cha chị sống ở đây á thì chị cũng an tâm. Bây giờ cha chị sống trên đó thì đâu lâu chị phải lên lần mà lúc giống như con với Đạt nói với ông Tư, cái vụ mà lên đi lên tốn tiền mà đi lên đi xuống á cậu Tám, xuống để thăm
tư đó. Nhiều lắm mà chị cũng cố gắng. Thì giờ qua lại số điện này đó, dù tôi không về, tôi biết con tôi là tôi biết là muốn đến năm tôi là cũng là từ triệu mấy hai triệu bạc, triệu mấy đó mà mần đó, chú thấy không, nếu mần được rất ca thì ngày được hai trăm mấy đó. Lột đầu tôm á, một ký là chỉ có 1.000 đồng thôi. Ngày lột được 100 ký á thì là 100.000, mà lột được 100 ký đầu tôm là cũng khó nha. Khi mà mình lột xong á là mình phải vác cái bao 100 ký đó lên mình cân, mà chị Hờ Cẩm Hờ hình như là có 40 mấy ký à. Chị nói là vác là chị nhỏ xíu siêu gì là chị vác sao nổi, mà lột 200 ký là làm sao chị vác được đó, nên là nữ là chị Hường cũng cố gắng lắm. Chị biết cố gắng hỏi con hai đứa đi học vậy mà mần á thì tiền không bằng ai đó. Nhà thì nhà thuê, nhà thuê rồi điện nước nữa, hai đứa đi học không là ngày cái 50-60 ngàn á, chưa kể tiền ăn uống. Bởi vậy tâm huyết chị Hường lúc nào cũng mong Tư về dữ hết, nhưng mà chị thì muốn ông Tư về. Tôi biết con cũng phải muốn về, nhưng mà tôi nói chú vậy đó, an tâm đi. Tôi em nói con nói chắc với chị Hường chắc có lẽ ông Tư thế nào cũng chạy ghê gì đó. Thế nào chạy ghê, chạy ghê dài không Tư? Tôi làm ghe xong rồi á, đặt cùng máy đâu rồi xong. Tôi mua cái ghe này, cái cùng máy đặt cái máy không vừa. Dạ. Cái lỗ cùng máy á. Giờ phải mướn thợ, phải xấy lại. Thôi con nghĩ thì bao nhiêu đó cũng đủ cảm nhận rồi. Dạ. Thì hai đứa con có hiếu mà là hiền, chứ không phải là kiểu là không biết cha, không biết mẹ mà. Thấy ông Tư vậy thì cũng chạy lên lo lắng, chuẩn bị lên làm giấy tờ cho ông Tư nữa nè, chuẩn bị chạy lên làm giấy căn cước cho ông Tư nè. Sao có thể là không, tôi cũng nói điện lại nói con tôi làm việc cũng được đâu, tôi cũng có làm chẳng rồi mà mấy ông địa phương này với địa phương kia nhầm ngừ đó. Làm giấy căn cước trước thì cái mấy chuyện kia từ từ tính. Bởi vậy mấy ngày nay về trên này lại buồn không? Trời có buồn đâu. Nhưng mà anh sĩ về kìa có buồn không? Buồn. Sau khi anh sĩ về mình trở lại cái cuộc sống bình thường á, mình buồn không? Buồn bởi mấy ngày đâu đi vớt đâu. Không nhớ luôn hả? Không nhớ. Ngồi hơn. Ngồi đi chơi à? Không phải, đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Chờ đâu nghe tiếng điện của con với chú sĩ. Mới điện á, chú sĩ là vừa dứt thì cũng kêu đó. Dạ. Mấy ngày về Cà Mau vui quá trời luôn á. Bà con đồ đi thăm nhà cậu này cậu kia rồi tiếp khách khứa rồi ăn uống đồ thấy vui ghê. Bởi vậy cậu chính rất mong ông Tư về dưới luôn á, nói giờ ông Tư cũng lớn tuổi rồi, ở dưới ghe nguy hiểm lắm, phải cho chỗ cái nào trên bờ cho ông Tư ở á nó an toàn. Mà tôi nói để từ từ đi, giờ đợi coi con tôi á, coi vô bên Mạnh Thường Quân này hay là tôi có làm ăn được cái gì, hiểm trợ cho con tôi phải sang một cái nền đất gì đó, cất được cái nhà yên tĩnh đó là vô cùng mừng dữ rồi đó. Lúc đó đỡ lo, con tôi cũng đỡ lo đó, như vợ mướn nhà trọ vậy mà người ta bỏ đi mần ăn chứ không phải mà người ta bỏ luôn, biết ngày nào đi về rồi đi dời đồ mướn chỗ khác nữa đó, tới luôn tới luôn chống trị không lo nhiều thứ lắm. Cởi đầu óc con cũng quay cuồng chứ không phải dầu thương cha là thương đó. Nhưng mà chị Hường cũng giỏi chứ. Tại vì chứ mình nên nuôi hai đứa con mà học cái trình độ đó mà không giỏi như nó lanh lợi lắm, mà con dùm hơn thì lự vậy ha. Nhanh nhẹn ha. À, chị Hường ra ngoài đường là không bị người ta dụ á, còn anh Hưng trong khi bị người ta dụ. Mà anh Sầm Hưng cũng chịu khó lắm nghe. Thì chỉ khó bây giờ còn nuôi mẹ. Dạ. Mà còn nuôi mẹ mà rồi giờ còn bảo vệ cho ông cha mới này nữa đó.
đêm qua con với anh Hưng đi soi ba khía đồ đã lắm. Anh Hưng nói là đó giờ cũng đi soi đang bán hoài đó. Đặng ở đây dặn cà phê nhiều không? Cũng được ít. Cũng mãn nguyện ha ông Tư ha. Mãn nguyện lắm mà chú à. Bởi tôi về dưới lại chưa thử nha. Bởi về dưới rồi con tôi ôm khóc liền không. Đó, rồi cô quá rồi tới cuộc chết lúc này là nói cho anh xuống cho em hay. Nói cho cậu hỏi trước đi. Tôi đi mướn xe ông đâu ông chở qua liền. Mà mướn không có. Thành ra chiều tôi bắt rồi cảm ơn đi rước rồi. Đang đang ca đồ vui. Ừ. Đúng chất miền Tây luôn. Không uống hồi đó giờ không uống giọt bia luôn mà bây giờ gặp ông Tư xuống mà uống luôn. Rượu trắng cũng phải nếm mà. Dạ cũng hay lắm nha. Tại ông này ông không khổng. Dạ. Quên á. Vậy là quá quá đậm tình đậm nghĩa rồi. Đúng rồi. Chính hồi đó là lúc trước là đàn đi đàn ca tài tử mà. Rồi. Nhưng mà tính ra là sau này thì cuộc sống ông Tư có vất vả nhưng mà cũng đỡ khổ tâm hơn cậu chín hai cái chân rồi đó giờ đi về xong còn lết thấy cũng tội nghiệp hai ông Tư ha. Ừ. Có đúng rồi chú thấy không? Vợ đó quen hồi trai gái đó. Tính đâu là em vợ tôi cục hai giò đó, vợ đó đau thương mà bên vợ vẫn thương vẫn gã bình thường. Rồi vợ có cái vuông đó, vợ nó giờ bảo vệ cái vuông. Có tính khi nào mà chạy ghe về cho hai con hay leo lên ghe ông Tư luôn? Cái xe ai chạy? Con chạy xe, con kêu người chạy tài xế chạy. Leo lên ghe nằm ngủ trên đó đi xuống. Ngủ được không? Con lái ghe. Muốn lái à? Nhưng mà ông Tư có dám đi về dưới bằng ghe không á? Dám chứ. Về tôi còn bè bạn nhiều lắm. Chưa hay hết đó. Trên này là thẳng về dưới luôn á không rồi? Thẳng về dưới luôn. Đường sông mới gành lắm mà. Sông nước gành lắm. Ông Tư sông nước đường này gành lắm hả? Cà Mau gành lắm. Đây xuống chút Trăng. Qua cái sầu. Xuống Cổ Cò. Rồi xuống Sóc Đồng. Xuống Bạc Liêu. Vậy mà còn gì nữa mà không về. Hả? À, tới Long Tròn. Rồi tới Rắc Chảy, rồi tới Rắc Chân. Là chỗ cảm ơn á. Chơi 20 lít xăng lên chiếc ghe là về tới dưới rồi. Hút. Đưa luôn anh ơi. Hút. Ai cũng không tư suy nghĩ lại. Nhưng mà tôi ở với chị Hường. Chắc về ở với chị Hường là con thấy khỏe đó. Dù sao có cháu rồi có ông ngoại. Mà con cảm nhận được tình cảm của Hải Dương Đăng nha. À. Ông ngoại vô là phải lau chân cho ông ngoại ẩm dìu ông ngoại đi vệ sinh luôn. Ông đúng không? Dạ. Vô ông ngoại vô ngủ là lau chân rồi cho ông ngoại vô ngủ, đắp mền đồ. Có con có cháu có hiếu gì nên thay đổi ý định về sớm đi chứ. Nó mua cái ghế nằm. Rồi mùng chụp từ mũi. Ông nội dân đưa rượu mà ông quất hơi cái nhảy đó nằm ngủ. Trời khách chết về chứ ở đi. Ờ, còn tám còn khuyên kìa. Ủi già ăn ủi đâu. Dạ. Nó lo, bụng sự nó lo hết. Con thấy cái kinh nó trước cửa. Ông Tư về dưới đây thì... Trời quá trời luôn. Ông Tư hứa với con với cô bác với chị về dưới ở dưới đây là mọi người mừng lắm á. Thiệt luôn á. Thì đội cái cô gì mà... Không quên tên nữa rồi. Giữa cô mới lại nhau đó. Gặp tôi là cứ gương mắt thì nói nhau... Cô hai. Sao anh đi, anh quay trở lại với con, với em. Nói anh chưa. Mà chuyện này anh vừa bất ngờ là mới em phải dân thử nghiệm rồi được. Rồi chú ca cái bản mà... Nhớ vợ hiền. Cũng ngồi cũng khóc cũng xuống ca cái bản gì. Ca rồi khóc luôn vậy. tự xin ca rồi ngồi khóc luôn. Cảm xúc dân trào á. Mấy mươi năm đó rồi. Đó là Chế Thăng với Bạch Tư. Ừ. Bạn đó là bạn. Bạn tri âm. Bạn tri âm giống như ông Tư với ông ba bây giờ vậy á.
Còn gì nữa đâu. Đương nằm bác sĩ đương trị bệnh đâu mà. Mà ngồi thấy khóc rồi. Chuyện cái ca bản đó cái. Vậy xuống. Em ca với anh. Thở cuốn cá cá. Vậy à. Tôi mà nếu cậu chín tôi mà gì dữ là trời đời tôi thuộc bài ca nhiều lắm. Nếu như cậu Tám là cậu Tám là người một người ở ngoài thì có cậu Tám là người thân ông Tư đó giờ cậu Tám có nên khuyên ông Tư về với Tất Vân không? Tôi khuyên từ đầu lại từ lúc chú quê bắt đầu clip á. Dạ. Để chú quê nó để suy nghĩ lại thì con cái nó sống cảnh đó về dưới người thân tàn này nọ con cái nó lo để không thấy không yên bố ngại vậy đó. Nhưng mà cậu Tám vẫn cảm nhận được tình cảm của anh Hưng với lại chị Hường lên đây mà. Thế thì không bằng tình cha con hết trơn á. Khi mà về dưới tuổi già, tụi con nó báo hiếu rồi nó sẽ phục sự tuổi già. Dạ. Mà ông Tư này cũng giống ngại, lớn tuổi rồi, về dưới thì con cái nó to lắng này nọ thì đâm ra thì ảnh hưởng. Trâm bề. Ăn uống ông Tư đâu có ăn uống nhiều đâu. Uống gì đâu. Quan trọng ông Tư giờ dưới là nhẹ, chị Hường nhẹ tốn tiền hơn là ông Tư trên này á. Cậu Tám thấy đúng không? Đúng rồi. Con cảm nhận anh Hưng là rất thương ông Tư luôn á. Ở ông Tư về là khóc á. Cha ba mấy năm mới gặp lại, nào có biết mặt cha đâu. Lúc mà ông Tư ở nhà cậu Chính đi về, anh Hưng ở trong đây khóc muốn cha ở lại. Năn nỉ luôn á, điện cho con năn nỉ á, nói cha ở lại đi. Thiệt, bản lĩnh của tôi sau này phải chú hiểu chứ. Để ghe máy ổn định đi, gắn đồ đầy đỏ thì chừng nào đi rồi thông báo cho mấy con biết. Chừng nào đi thay đổi ý định thông báo cho con hay. Thì bây giờ con cái mình xuống dưới mình cũng đã trải qua mấy cái thử thách rồi. Con cái thấy cũng con cái nó cũng trước sau như một chứ đâu có thay đổi gì đâu. Ông Tư cũng nói là một là tạo sự thử thách này kia, thử lòng coi như thế nào. Nhưng mà chị Hường thì trước với anh Hưng trước sau vẫn như một, vẫn thương ông Tư thiếu thảo. Sáng chăm cho anh Hưng, sáng chăm cho ông bình trà. Thì chị Hường thì thích ông Tư thích ăn cháo thì nấu cháo với lại cá kho quẹt. Nhiều đó là thấy đủ rồi, đâu còn rẹp được cái được trường này gì chứ hả? Dù á bất vợ tôi con tôi nó có phản đối, tôi về sống được cầu tôi dằn cái ngát cái dưới tôi cũng sống khỏe. Đúng rồi. Thẳng. Rồi khi mà mình dằn cái ngát mà mình ở dưới sông á, mình gặp ve chai mình vớt để anh xuồng luôn. Bởi vậy. Đó, hai ba chuyện luôn. Hai ba chuyện làm vô tiền cũng hay vô. Kinh thấy ve chai. Chứ mình đâu có con ví dụ giống như con rồi, con đã nói á. Tối về gia đình con ngủ nghỉ sinh hoạt thoải mái nè. Dưới ghe chặt trội. Tối chiều lên ơi con dìu cha lên nhà ngủ làm xị xong ngủ qua ngày sau sáng khi nào ấy cái mình đi dâng cái ngát cho mình thả nước uống vậy á, không uống đâu có ai uống vậy đó uống chết không như đó rồi cái này vậy đó không đâu không uống hả cả mấy tháng cả nhỏ gì không nếm nữa hả tại có bạn bè uống vậy thôi uống vậy đó. Nhưng mà hình như là ông Tư uống để thử thách mà. Uống thử thách chơi à. Coi mình quậy, coi bừ bộn con cá mình nó có nhằn gì không hả? Chú thấy không, tôi uống là tôm luôn ngồi. Cá năm uống mới ngủ. Mà hồi đó tôi về đây đó cũng uống lê gai nhiều mà cũng có ai mới uống chứ là mình anh cũng không uống luôn. Bây giờ cho tụi con tin mừng nè. Khi nào về là cho tụi con đu ghe nhé. Hai thằng đu hai bên đạp dịch đi theo. Đây chạy thẳng kè mấy tiếng hồ. Mấy tiếng hồ. Tới anh Hưng rồi đi theo luôn mà. Đi thẳng ngã 7 đi xuống Cà Mau nè. Đi xuống ngã 5 nè. Ngã 5 bắn thẳng Hồng Dân tới Tắc Dân để bắn qua anh Hường. Đi vòng vòng này gì xa. Anh Hưng cũng nói chừng nào có gì anh Hưng anh lên đi chung ghe với ông Tư về luôn. Rồi sao nữa chứ đi ghe là không ai phạt, không ai bắn tốc độ. Rồi bây giờ bắt tay cái luôn nè. Chạy ghe về dưới cho tụi con hay. Nói vậy chứ ông Tư lần này cũng như là con đã nói rất là nhiều lần trước rồi. Ông Tư nên hồi tâm chuyển ý lại. Cũng như là cậu Tám là người đã từng gắn bó với cậu Tư trên cái dòng sông này. Là người em vợ đúng không cô ta? Không phải, cậu vợ. Cậu ruột. Cậu ruột luôn. Đó thì cậu ruột mà còn khuyên cậu
ông Tư là về về xuống dưới thì cậu gột như cậu Tám là người cảm nhận rõ nhất về cái tình hiếu thảo của hai người con đối với ông Tư. Dạ, cái dạ. Về trước tôi kêu về hoài đó. Dạ. Về trước á. Dạ. Mà đi không có tới cầm ba biết đường đâu tẹp. Nhưng mà bình thường nếu như mà hai người con không không có tốt thì chắc cậu đâu có kêu ông Tư về đúng không? Không có. Chiếc ra trước á là vừa có mấy chú YouTube chưa có nữa nè, tôi nó kêu về rồi mà đi thăm dự quê nội được về Cà Mau đâu biết đường đi bây giờ rồi mấy chục năm mình từ đâu rồi. Đâu biết rồi. Biết vợ con nó ở chỗ nào rồi bây giờ biết rồi. Dạ biết rồi đó. Ok ok cậu ruột mà còn khuyên khuyên về nó nói chi ai. Thôi hôm nay thì trên cái đoạn đường từ Cà Mau về đây á thì không biết nói gì hơn, con với lại Đạt á gửi lời chúc cho ông Tư những ngày tới là những ngày vui vẻ như nó như đã từng ông Tư đã từng xuống Cà Mau như thế này, mai mốt về Cà Mau rồi dân cá ngát nấu canh chua cho tụi con ăn nữa chứ. Vậy đó. Và hôm nay á thì con đến đây á con cũng không có gặp ông ba thì con gửi cho thay mặt cho một bạn này ở Hàn Quốc tên là Chong Chang Mi, bạn gửi cho ông Tư 300.000 và cho ông ba 300.000 để sử dụng làm chi phí. Rồi dạ, ông Tư dòng con cầm có một tay à. Thì bạn này nó gửi cho ông ba với ông Tư để mà làm chút chi phí ăn uống này kia. Dạ thì hiện nay thì có một cái đoạn clip rất là hay về ông Tư ở ngay tại Cà Mau về cuộc sống của chị Hường, mà con với chị Hường nén lại ở Cà Mau để thực hiện á, để sau này nó sẽ phòng ngừa cho ông Tư những cái sự việc mà nó tuổi già đó, thì ông Tư nên hồi tâm chuyển ý chuyển về giới sống cùng con đi ha. Con thì khuyên ông Tư vậy thôi, con thì cậu Tám rồi cũng muốn khuyên ông Tư về Cà Mau, chúc ông Tư sức khỏe, chúc cậu Tám luôn năm mới an khang thịnh vượng tấn tài tấn lộc. Dạ thông báo với ông Tư á là quên nữa, thông báo với ông Tư á là cái thời gian ở dưới con có cùng với chị Hường đi làm một cái sổ tiết kiệm với một cái số tiền là 14 triệu 230 ngàn, thì chị Hường gửi vô trong đó luôn là 15 triệu, để phòng khi mà có những cái cần thiết á thì mình lấy ra mình sử dụng cho ông Tư, vì cái lý do là chị ông Tư chưa có một cái giấy căn cước chứng minh nào cụ thể, nên thành thử là chị sẽ giữ cái số tiền đó lại gửi tiết kiệm một năm trời, thì khi nào cần thì lấy, còn không cần thì mình để đó mình cứ giữ hoài. Dạ có lãi ra. Lý do là cái số tiền đó là 10 triệu từ một cái chú sang ngô ở Úc á gỡ mua cái ghe cho ông Tư, nhưng mà lúc đó là con đã mua rồi, chú đó nói là tại con hứa mà con chú đó hứa mà con quên mất tiêu, nên chú đó nói ba con bắt buộc phải nhận, thì con nhận thì con cũng làm xong rồi. Thì đó là thông tin cho ông Tư an tâm, để sợ ông Tư lo về cái chuyện mà giờ dưới tiền bạc con cái nó mới tính sao. À, thì thời gian qua thì Bùi Hồ cũng không có muốn nhận tiền, lý do là ông Tư sống ở dưới ghe mình ơn á nên cũng lo, và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cô bác anh chị có gửi tiền cho ông Tư thì Bùi Hồ sẽ nhận, để mà phòng khi những khi mà cần thiết tới thì ông Tư sẽ trích cái phần số tiền đó ra để mà sử dụng. Thôi cũng nhiều đó để thông báo cho ông Tư trong cái đoạn clip này để cô bác hiểu luôn. Dạ giúp phương lo, con tôi cũng quá nhiệt tình cái vụ đó, nó quá vui mừng. Cảm ơn cô bác được xe luôn.